Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay giới thiệu các bạn dàn 2.1 X7DV với màn loa carbon. Dòng này là dòng CD, DVD và có cổng quang optical các bạn nha. Cái dòng DVD, mình xin nhắc lại là DVD của hàng nội địa Nhật rất là kén đĩa. Nhưng mà phần CD thì đọc còn tốt. Nó chia làm hai tia mắt, DVD và CD. Nhưng những cái dòng DVD của Ongo rất có lợi là công suất của đầu máy âm ly này sẽ lớn hơn 10W một loa so với đầu CD cùng đời. Và bên cạnh đó, nó sẽ mở rộng thêm ra cục súp điện của Onkyo các bạn nha. Từ cái cục súp điện này chúng ta có thể chơi được thêm 3 loa vệ tinh nữa. Có nghĩa là các bạn biến nó thành bộ dàn 2.1 thành dàn 5.1 các bạn. 5.1 vừa nghe nhạc 2 kênh stereo, vừa chuyển qua 5 kênh xem phim các bạn nhé. Và có chế độ nghe nhạc 5 kênh nữa. Một cái dàn âm thanh phối ghép giữa nghe nhạc chuẩn stereo và thành dàn 5.1 nghe nhạc xem phim và chơi game vân vân, coi TV. Mình đang kết nối cục súp rồi và mình đang mở âm lượng súp khá là lớn. Mình sẽ chơi nhạc trực tiếp qua cổng line, điện thoại, máy tính để các bạn dễ test nhạc trên YouTube các bạn nha. Các bạn nên đeo tai phone vào để nghe rõ cái âm trầm từ cục súp, súp đánh xuống rất là sâu. Đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh chưng xanh chờ xuân đang xa. Có điều khiển học chỉnh full chức năng, mình sẽ tặng kèm khi các bạn mua máy nha. Giá Tết cực kỳ tốt luôn, các bạn hãy nhanh tay tặng cho mình một dàn nghe nhạc xem phim. Ngoại hình còn rất là đẹp. Subwoofer cộng 12 dB mà mình giảm lại nha. Chỉnh âm lượng của từng loa vệ tinh một luôn các bạn. Và mình xin nhắc lại các bạn hãy đeo tai phone vào để nghe rõ cái âm trầm nó phát ra từ cục súp. Và súp là dạng đánh cái âm trầm siêu sâu á, âm trầm xuống cái dải bass 40Hz, 35Hz. Do đó khi mà các bạn đang nghe về cái thiết bị không có thể cảm nhận được cái phần âm bass nó đánh ra đâu các bạn nha. Còn súp thì chúng ta bố trí sẽ đặt nó ở dưới đất. Nó sẽ cho một cái âm trầm cộng hưởng lan tỏa với cái không gian xung quanh tốt hơn rất là nhiều so với đặt ở trên bàn. Và nó cũng sẽ đỡ chiếm diện tích của các bạn. Còn đây thì cái dòng loa này bản thân cái dòng loa màng carbon bass 12 này của Onkyo đã cũng cho một cái tiếng bass thật sự là cũng rất là tốt rồi các bạn nha. Khi mà các bạn nghe nhạc đó thì nó sẽ biến cái bộ dàn của các bạn thành loa 3 đường tiếng, dải bass sâu, dải bass cao và ở đây nó có dải âm trung luôn và âm treble đấy các bạn nha. Thành loa 3 đường tiếng. Và cục súp này là súp điện kim luôn âm ly ở bên trong. Âm ly ở đây là âm ly đánh ra loa các bạn nha. Bản thân nó cũng là một cái loa.
một cái phần âm ly đánh ra những cái loa vệ tinh nè. 1, 2, 3. Đó. Nó nhận tín hiệu đầu vào từ cái đầu âm ly Onkyo này. Mình xin nhắc lại là cái đầu DVD là những cái dòng mà có công suất lớn hơn cái dòng CD và nó sẽ có cái đường để đi ra nguồn sub điện của Onkyo các bạn nha. Nó vừa xuất tín hiệu để đánh sub điện, rồi nó còn xuất thêm những cái tín hiệu này nè để nó ra thêm ba loa vệ tinh. Nó sẽ đồng bộ hóa hai loa lớn và ba loa nhỏ các bạn nha. Và hiện tại mình đang có ba cái loa con, ba cái loa vệ tinh, mỗi loa 30W của Onkyo. Các bạn chờ một chút nha. Đây là ba loa con của Onkyo. Các bạn có thể biến nó thành một cái dàn 5.1 các bạn nha. Và chắc chắn 5.1 thì các bạn sẽ rất là lợi cho vấn đề xem phim khi mà các bạn cần chạy hiệu ứng âm thanh vòm. Và ở trên đầu âm ly đã là đầu âm ly có thể nghe nhạc và có thể kết hợp với xem phim nên nó cũng được trang bị chip âm thanh vòm. Do đó mà cái đầu này, cái dòng này nó bán ra nó sẽ mắc hơn khá là nhiều so với những cái dòng CD trơn. Bản thân nó có công suất lớn hơn so với dòng CD để có thể chơi âm bass cũng như là công suất tốt khi các bạn nghe nhạc và xem phim. Cái thứ hai nữa là nó mở rộng âm thanh vòm với chip giải mã, nó được trang bị thêm hai con chip giải mã của hai hãng âm thanh nổi tiếng. Hai con chip giải mã của hai hãng âm thanh vòm nổi tiếng đó là Dolby Digital ProLogic 25 mã ở đây nè. Và DTS Surround các bạn nhé. Các bạn chuyển qua chế độ, đây là chế độ nghe nhạc 5 kênh On Channel Stereo. Đây là chế độ nghe nhạc 2 kênh. Và đây là chế độ Surround xem phim. Đấy, Movie nghe nhạc 5 kênh theo kiểu âm thanh vòm, âm thanh vọng á. Đó, và rất là nhiều chế độ nghe nhạc Studio Mix TV Logic. Cái chế độ này rất là hay khi các bạn kết nối TV, nó sẽ tự nhận biết được cái chương trình các bạn đang xem và nó sẽ cố gắng giải mã âm thanh theo cái chế độ TV đó. Và mình quay trở lại với tất cả các kênh đều đánh stereo. Và mình xin nhắc lại là nó có thể tinh chỉnh được âm lượng của từng loa vệ tinh một các bạn nha, và hai cái loa lớn này luôn. Left right nè là trước, center là ở giữa, right bên phải, surround right, surround left và subwoofer âm lượng của cục sub. Bên cạnh đó chúng ta có chế độ tinh chỉnh nhạc, có nghĩa là S-Bass 1, 2, chế độ khá là quen thuộc của những dòng Onkyo. S-Bass ở đây có nghĩa là tăng bass treble lên cùng một lúc giống như trên âm ly lớn, chứ không phải là cái chế độ low net trên âm ly lớn á, tăng 2 nấc bass treble lên luôn. Chứ không phải là chỉ chỉnh cái phần bass không các bạn nha. Khi các bạn tăng lên tối đa thì treble cũng sẽ tăng lên rất là nhiều. Và xin nhắc lại là khi chúng ta chơi cục sub này vào thì giống như chúng ta đang chơi dàn loa 3 đường tiếng vậy, nó đánh cái dải bass sâu, còn con này đánh dải bass cao hơn. Lúc đó nó sẽ, con này sẽ không cố gắng gồng cái bass nữa mà nó sẽ tập trung hơn dải bass cao và cái giọng mid trung âm. Con này gọn nhưng mà rất là đặc các bạn nha. Nó là dạng gỗ sơn bóng. Đó, màu con hai con này khá là tương đồng. Và chỉ những cái dòng DVD, những cái dòng mà DVD mới kết nối được cục sub này các bạn nha. Và chơi được thêm 3 loa vệ tinh. Nhạc trữ tình. Trước phút chia tay, ôi
tâm sự vơi đầy. Mình chưa có gắn ba la vào, mình chỉ để các bạn dễ hình dung thôi nha. Tiếp theo chúng ta tới nói kết nối cổng quang optical. Và cổng này các bạn sẽ sử dụng trên TV rất là tiện nè, và rất là được ưa chuộng luôn, không sử dụng đĩa mồi gì hết nha. Let me love you when your heart is tired. Cold hands, red eyes, packed two bags at midnight. They've been there for weeks. You don't know what goodbye means. Just roll up a cigarette. Just forget about this mess. I'm waiting on the sidelines, from the sidelines. I see those tears in your eyes, and I feel so helpless inside. Oh love, there's no need to hide. Just let me love you when your heart is tired. If you're... Chúng ta đang nghe qua cổng quang optical, và mình sẽ test luôn cái tính năng CD cho các bạn nha. Mười bốn bài này các bạn, chúng ta play 14 bài 63 phút 6 giây. Để nhạc trữ tình, nhạc chép thôi nhé, lưới loa còn đầy đủ các bạn. Màn loa sợi carbon. So với một số dòng loa X7 hay là X7A, những cái dòng ở phía trước là màn sợi quang học, thì con này cái cấu trúc thùng loa cũng còn khá là giống các bạn nha. Tuy nhiên nó được cải tiến hơn ở cái màn âm trầm, là sẽ thay đổi bằng màn carbon. Màn carbon này nó bền hơn rất là nhiều. Và cái điều đầu tiên mà màn carbon nó mang lại là nó cải thiện âm trầm, nó cải thiện tiếng bass. Do nó cũng cải thiện tiếng bass thì cái phần trung âm của nó sẽ ngọt hơn, nó sẽ cảm giác là mềm hơn so với màn sợi quang các bạn nha. Nếu mà để hai cái dòng X7 và dòng con này kế nhau thì các bạn sẽ nghe được cái giọng hát của cái dòng này, cái cảm giác là nó ngọt ngào, nó mềm mại hơn, cũng một bài hát này. Ok, đó là chúng ta đang test đĩa CD và một cái đĩa nhạc chép mà đọc rất là tốt các bạn. Và bây giờ mình sẽ quay ra phía sau để các bạn dễ quan sát hết luôn. Nè các bạn, để chạy nát hết. Đấy, cổng nhận cũng là cái kiểu thiết kế là nhận và xuất, có nghĩa là có cổng quang nhận và có cổng analog xuất. Cổng quang nhận nè, analog xuất nè, một xuất, hai xuất, hai cổng xuất ra cho hai âm ly lớn để các bạn có thể làm đầu dây mã trung gian. Còn ở đây thì chúng ta sẽ
có hai cổng nhận để chúng ta kết nối điện thoại máy tính, hai cổng xuất, hai cổng nhận. Cổng này là cổng quang nhận. Ở đây những cái màu này nè, những cái màu này là những cái đường hồi nãy mình nói với các bạn á, là nó sẽ truyền tín hiệu ra cho cục súp để cục súp xử lý và chơi ra ba loa vệ tinh nữa, và chính cục súp nó cũng chơi ra tiếng bass. Đường này là đường ra bass nè, còn ba loa vệ tinh nè mình sẽ truyền tiếp nha. Nhưng mà hiện tại mình không có nghe ba loa vệ tinh nên mình chỉ có truyền cái đường ngõ súp đi thôi. 900 ly này bản thân nó đã có công suất lớn hơn cái bộ máy CD cùng dòng các bạn nha, cùng đời. Và mình sẽ nghe một bài guitar rumba trước khi kết thúc một cái bài test ngày hôm nay khá là dài. Các bạn hãy nhanh tay đậu cho mình cái dàn âm thanh vừa nghe nhạc vừa xem phim. Và với cục súp này thì các bạn có thể chơi được nhiều thể loại nhạc khác nhau chứ không bị quá phụ thuộc vào cái cặp loa không. Cái tiếng bass từ cặp loa nó sẽ không đủ gánh khi chúng ta chơi dance pop remix nhiều. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Đừng quên bấm like cho mình các bạn nhé. Thông tin bộ máy khá là nhiều vì nhiều thiết bị nó kết nối với nhau. Các bạn muốn nghe nhạc test thì các bạn hãy lướt qua những cái đoạn mà mình phân tích các bạn nhé. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Và hãy nhớ xem thông tin ở bên dưới video, giá thành, thông số kỹ thuật, cũng như là Zalo, Facebook, website hàng nội địa nhiệt vũ.com. Và trong phần TikTok của mình cũng có những cái video ngắn 60 giây để các bạn trải nghiệm nha. Trong YouTube cũng có luôn.